Dạ các bạn ăn, hôm nay mình sẽ chỉ các bạn mình có nhận độ trộn IC các bạn. Đây là cái mạch trộn IC 350W nè. Này mình hư rồi. Này mình sửa rồi nè. 16 con mà. 6 con mình trộn lên 12 con. Đây, 6 con nè. Thêm 6 con nữa là 12 con. Đúng không? Trộn lên các bạn. Này. Cái chỗ, mình làm á, mình nhận là mình trộn hết tất cả IC luôn. Muốn từ 85 trở xuống thôi, chứ mấy cái kia bo 1000 mấy thì khỏi mình trộn bạn. 85 trở xuống thì mình trộn được bạn. Mình trộn rất là rẻ. Đúng không? Vì rườm rà chút thôi mà mạnh lắm các bạn. Đi với lỗi truyền thống mà nó mạnh lắm. Hiện cái này lên luôn mà. Các bạn muốn làm chung để làm giày, để chung thì mình cũng làm, còn không không làm không để chung thì mình để hộp riêng không ạ. Đây là cái giải sò mình nhận trộn nè. Đó, giải sò rồi. Đó. Như đây không à, còn tối quá. Các bạn nào kêu mình trộn á, mình các bạn gửi cái bo à. Cái này à, này chỉ trộn cho bo 350 không ạ. Đây à, đây là mạch đó nè. Chứ mình đi một con trụ, mình hết trụ rồi mình lấy đỡ hai con này mình ghép đôi không mà. Chứ không có, mình không có đi con này đâu mà. Tại mình thử à, cái mạch này mình thử à. Mốt rồi mình dùng con kia hai con, một con trụ một bự lắm, mình quên số mi nữa rồi. Hen, các bạn nào muốn mình trộn các bạn gửi về cho mình sẽ trộn. Hẹn gặp lại các bạn.